cái gì đang tiến vào nhà mình kìa em ơi. Hình như đấy là con zombie hay sao ấy. Em biết con zombie như nào không? Tôi biết chuyện đó. Ừ, zombie sợ lắm ạ. Zombie ăn thịt đây. Ui, nó lại đi vào sân nhà mình rồi kìa. Nó vừa từ cổng vào bây giờ nó lại đi sâu vào sân rồi kìa. Bây giờ chị em mình phải đi săn nó thôi. Em làm gì? Săn zombie à? Săn zombie phải có súng em ạ. Súng của em đâu? Đi lấy súng đi. Cám ơi, lại đây. Đây, chị nhìn thấy súng này. Này, súng của Cam xịn sò chưa? Bây giờ Cam thử bắn súng của Cam đi xem có đạn không. Súng em Cam mạnh ta. Bắn phát nằm của người luôn. Xịn sò nha. Này, súng của chị này. Băng 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 băng. Ôi trời ơi. Đâu đâu, zombie đâu nhỉ? Ê, các bạn ơi, có con zombie trong túi bóng này. Ui, mình bắn nhá. Giơ tay lên. Con này là zombie gì đây? Cam thử lấy cho chị xem nào. Wow, một con zombie người có xô ở trên đầu này. Ui, đừng bắn, bắn thế là zombie nó sợ chạy hết đấy. Khi nào tìm thấy zombie thì mới được bắn. Đúng rồi, khi nào tìm thấy zombie thì bắn nhá. À, Cam ơi, đây này. Một con đang trèo trên giường này để trốn này. Bắn nó đi. Bắn. À, zombie ngất xỉu rồi các bạn ơi. Đây, một con zombie cầm cờ các bạn ơi. Này, cầm cờ xong rồi tiêu đề còn có cả zombie này. Đấy, sợ chưa? Con zombie này trông sợ không? Sợ à? Đi tiếp thôi. Phía trước còn gì không? Wow, có một con này các bạn ơi. Bắn nha. Bắn đi Cam. Bắn. À, rơi rồi. Con này con gì? Con gì đây Cam? Đúng rồi, một chú khủng long người có gai này các bạn ơi. Ở ngoài này có zombie à? Ngoài này có zombie không? Có á. Em nhìn thấy có á. Đâu, đấy là người đi đường, không phải zombie đâu. Bắn zombie mà em phải bắn chị chứ. Chỗ này có zombie không? Đâu đâu đâu. À, zombie đi rồi. Đói quá. Ui, em bị đói à? Chị đang toát hết mồ hôi rồi này. Ra đây, ra đây chị cho ăn này. Này, uống cái này để tăng sức mạnh nhá. Ngon không? Đây này, cái này. Em uống hết chưa? Đấy, các bạn ơi, các bạn có biết đây là cái gì không? Đây là sữa chua uống đấy. Sữa chua uống à, uống vào thì làm sao nhỉ? Cháu tứ mẹ. À đấy, bạn Cam bạn bảo uống cái này vào à, tăng sức mạnh nha, tăng sức khỏe nha, tăng sức đề kháng nha, để có thể đi chiến đấu và săn zombie nhé các bạn ơi. Bây giờ chúng mình đi săn zombie tiếp đi. Thế nào trong sân thì chúng mình vẫn còn rất nhiều nữa cho mà xem. Cam cầm áo chị. Đấy nhá. Lúc này đi theo chị nhá, biết chưa? Đi ra chỗ này bắt đầu rất nguy hiểm rồi đấy. Cam ơi, bắt nó lên đi. Wow, ui, nhiều nước quá. Một con zombie này các bạn ơi, đầu đội chiếc mũ vàng này. Ôi, nó vẫn dãy này, Cam bắn đi. Cam bắn đi, nhanh lên. Bắn. Nó xỉu hẳn rồi. Ở đây có con nào không, Cam nhìn thấy không? Chị ơi. Đâu? À, đây các bạn ơi, các bạn nhìn thấy không? Đây, con gì đây? Sao lại trèo vắt vẻo trên cái cây nhà mình thế này? Con này đã bị nhiễm bệnh của zombie rồi. Hình như zombie cắn con này đúng không? Thế là nó sẽ bị nhiễm bệnh đấy em Cam ơi. Nhìn này, người nó có đầy màu xanh này. Bằng. Rơi rồi. Em Cam nhặt lên xem là con gì.
Đây là một con báo đốm nha các bạn ơi. Nhưng mà người con này bị dính đầy màu xanh rồi. Wow, chị nhìn thấy bên trong này có cái gì đây các em ơi? Chị nhấc lên cái này phải bắn luôn nhá. Bắn thừa còn hơn bỏ sót nghe em ơi. Wow, một con zombie, súng nó.